Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, và như thường lệ cuối tuần sẽ là thời gian cho chuyên mục ARK vs thực tế. Ở các phần trước chúng ta đã điểm qua một số gương mặt khủng long đáng chú ý trong ARK, cũng như một loài cá đặc biệt là cá hồi răng kiếm. Ngày hôm nay để tận hưởng không khí mát mẻ hơn một chút, chúng ta hãy cùng bay lên những tầng mây xanh để đón những làn gió mát và gặp gỡ một trong những sinh vật bay tiền sử nổi bật nhất mà con người từng biết đến, rực long Quetzalcoatlus, phiên bản trong game ARK. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Như đã nói, nhà phát triển game ARK luôn hướng đến một hệ sinh thái toàn diện cho người chơi với đầy đủ các thành phần, và trong hệ sinh thái đó không thể thiếu các sinh vật bay. Dù không nhiều bằng sinh vật trên mặt đất thì những sinh vật bay trong ARK cũng rất đa dạng, từ nhỏ cho đến lớn, từ thần thoại cho đến viễn tưởng, và đương nhiên là có cả những cái tên lấy cảm hứng từ động vật tiền sử. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay, Quetzalcoatlus là một trong số đó. Quetzalcoatlus, hay có thể gọi ngắn gọn hơn là Quetzal, là một trong những sinh vật bay thuộc nhóm rực long lớn nhất trong game. Nó khiến cho một rực long khác xuất hiện trong ARK là Pteranodon trở nên nhỏ bé. Chúng có cây đầu khá lớn so với cơ thể, với điểm nhấn là một cây mào trên đỉnh đầu. Chúng cũng sở hữu cái mỏ to trông nhọn hoắt như một lưỡi kiếm. Quetzal là những con rực long sống đơn độc và có tầm hoạt động rất rộng, có thể bay khắp bản đồ để làm tổ hoặc kiếm ăn. Chúng ăn thịt, với khẩu phần gồm cá, động vật nhỏ sống dưới mặt đất và cả xác thối. Tuy to lớn và trông có vẻ nguy hiểm như vậy, nhưng trong ARK thì con rực long này lại khá là lành, vì thường chỉ biết bỏ chạy khi bị tấn công mà không đánh trả. Tốc độ bay của nó cũng khá chậm, chỉ khi nào gặp nguy hiểm và bị giật mình thì nó mới có thể tăng tốc lên nhanh hơn, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhất định và sẽ quay trở lại tốc độ bình thường. Tốc độ bay 500 của Quetzal cũng là chậm nhất trong số các sinh vật bay lớn trong game. Vậy điều gì sẽ khiến các game thủ muốn thuần phục Quetzal? Hồ sơ ARK viết, con rực long này giữ một vai trò rất đặc biệt trong game. Nó quá chậm để trở thành một vật cưới tốc độ, cũng như quá yếu để trở thành một sinh vật chiến đấu trên không dũng mãnh. Thế nên các bộ tộc trên đảo sử dụng nó như một phương tiện chuyên chở hạng nặng. Chúng sẽ được sử dụng để chuyên chở các khối lượng nhu yếu phẩm lớn cũng như cả người chơi và sinh vật khác. Nó cũng là sinh vật bay đầu tiên mà bạn có thể đặt cả một cái nền nhà lên lưng nó và thiết lập trên đó nhiều loại cấu trúc, biến nó thành một căn cứ di động trên không. Có thể so sánh vai trò của Quetzal trong game với vai trò của các vận tải cơ quân sự hạng nặng, chẳng hạn như Lockheed Martin C-17 của Mỹ hay Antonov An-22 của Nga, dù có hơi khập khiễng một chút. Ok, nói sơ sơ về phiên bản trong game vậy thôi, bây giờ chúng ta hãy so sánh xem phiên bản trong game với phiên bản thực tế xem chúng giống và khác nhau gì nha. Cũng như phiên bản trong game thì Quetzalcoatlus là một trong những sinh vật bay lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử trái đất, thậm chí có thể là kẻ độc tôn trên bầu trời. Chỉ có vài ứng viên là họ hàng với Quetzalcoatlus có khả năng đánh bại nó về kích thước, chẳng hạn như Hadzikopteryx hay Arambuchinia, đều thuộc họ rực long Asdacidae. Ở trong game, Quetzalcoatlus có danh pháp hai phần là Quetzalcoatlus Conchepissum, trong đó tên loài dựa trên vị thần rắn bay Quetzalcoatl của người Aztec, trong khi tên loài Conchepissum có nghĩa là kẻ chở cá. Nghe nó hơi phèn nhưng mô tả khá đúng vai trò của Quetzal trong game. Trong thực tế thì có lẽ ít ai biết được, chi rực long Quetzalcoatlus thực tế có hai loại khác nhau và có sự khác biệt kích thước khá lớn. Loài Quetzal lớn là Quetzalcoatlus Northropi, với tên loài dùng để vinh danh nhà thiết kế máy bay Jack Northrop. Loài Quetzal nhỏ là Quetzalcoatlus Lawsoni, với tên loài vinh danh nhà cổ sinh vật học người Mỹ Douglas Lawson, người đã phát hiện ra Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus Northropi có sải cánh lớn gấp đôi so với Quetzalcoatlus Lawsoni, và đương nhiên, Quetzal mà chúng ta hay nghĩ đến thường là Quetzalcoatlus Northropi. Cũng giống như phiên bản trong game, Quetzal trong thực tế là một trong những sinh vật bay tốt nhất mà thế giới từng chứng kiến, dù sở hữu một cơ thể khổng lồ so với những sinh vật bay khác. Thế nhưng so với những sinh vật sống trên cạn thì cơ thể đó lại cực kỳ nhẹ nhàng, với ước tính lớn nhất hiện nay chỉ khoảng 200 kg. Tầm bay của Quetzal được tính toán có thể đạt 13.000 đến 19.000 km, đủ để bay qua các đại dương lớn vào thời đó. Tuy nhiên, giữa phiên bản game và thực tế cũng tồn tại những khác biệt rất lớn. Đối với những sinh vật bay như Quetzal, tối ưu hóa trọng lượng là một vấn đề sống còn và đã có những thích nghi để chúng có thể đạt đến kích thước khổng lồ với một trọng lượng rất nhẹ là 200 kg, chẳng hạn như xương rỗng hay là vách xương mỏng. Vì thế, việc mang một khối lượng nặng trên lưng khi bay là điều gần như bất khả thi, chứ chưa nói đến nguyên cả một căn cứ di động như trong game. Tính toán của các nhà khoa học cho thấy, Quetzal có thể cắp một người nặng 70 kg bay một quãng đường trung bình, và nếu trọng lượng tăng lên hơn 100 kg thì nó chỉ có thể bay được một quãng ngắn. Tư thế cũng vậy. Trong khi Quetzal trong ARK có tướng di chuyển nhìn khá là hèn, khi phải khung khung lưng sao cho lưng chỉ hơi nghiêng nhẹ, có lẽ là để phù hợp với việc mang căn cứ trên lưng sau khi bị thuần phục,
thì Kessel thực tế lại có tư thế khá thẳng và có thể cao ngang một con hươu cao cổ ngày nay. Kessel trong thực tế cũng được cho là dành nhiều thời gian trên mặt đất và săn mồi như chim diệc. Nó có thể tấn công mọi thứ mà nó nuốt được, kể cả những động vật to như người trưởng thành. Dù cho đến nay các nhà khoa học chưa tìm thấy hóa thạch của Kessel Quetzalus với dấu vết của lông vũ, họ cũng dự đoán là hầu hết rực long sẽ có một lớp lông gọi là pycnofiber để giữ ấm cho cơ thể khi bay, cũng như để trang trí tạo đặc điểm nhận diện đồng loại. Kessel trong game thì biến luôn dự đoán này thành sự thật khi được trang bị lớp lông, kể cả phần mèo của nó cũng được tạo thành từ lông dù trong thực tế, nó là một phần xương của hộp sọ. Và bạn có đoán được kích thước Kessel trong game so với thực tế như thế nào không? Sải cánh của Kessel trong game là 30m, trong khi đó các ước tính gần nhất về sải cánh của Kessel Quetzalus Northropy là 10-11m, nhỏ hơn nhiều so với ước tính trước đây là 15m. Kessel Quetzalus Lawsoni chỉ có sải cánh ước tính từ 4,5-5m. Chi rực long Kessel Quetzalus sống cách chúng ta khoảng 68-66 triệu năm trước, và kể từ khi được phát hiện thì chúng vẫn chưa thôi khiến nhân loại ngạc nhiên về kích thước của chúng. Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng Kessel Quetzalus có thật sự bay được hay không. Cấu tạo cơ thể của Kessel Quetzalus đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số thiết kế bay không người lái được cơ quan hàng không Mỹ NASA thử nghiệm. Vừa rồi là một vài so sánh vui vẻ về Kessel trong ARK và những thông tin thực tế chúng ta có về chi rực long nổi tiếng này. Hy vọng các game thủ sẽ có những giờ chơi game vui vẻ với Kessel Quetzalus cũng như có thêm một số kiến thức bổ ích với video của Mê Khủng Long TV. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.